Xin chào quý vị khán giả của webthethao.vn. Chào mừng các bạn đã trở lại với bản tin nhịp đập thể thao của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính của bản tin ngày hôm nay. Felix Auger Aliassime lần đầu thắng chung kết ATP. Lùi thời gian tổ chức giải cúp Hoa Lư Bình Điền 2022 đến sau SEA Games 31. Hot girl đội tuyển nữ Việt Nam thả thính cực đáng yêu trong ngày Valentine. Câu lạc bộ Chelsea không được dùng logo vô địch thế giới ở giải Ngoại hạng Anh. Cuối tuần qua, với chiến thắng 2-1 trước Palmeiras sau 120 phút thi đấu ở trận chung kết, Chelsea đã giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2021. Đây mới là lần đầu tiên mà Chelsea vô địch giải đấu này, dù đã từng lọt vào chung kết cách đây 10 năm. Thế nhưng, khi trở lại Ngoại hạng Anh, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ không được gắn tấm khiên đó trên ngực áo. Lý do là luật ở Premier League với quyết định sẽ không được phép thay đổi trang phục thi đấu vào giữa mùa giải. Chuyện này từng xảy ra với Liverpool khi họ vô địch Champions League vào năm 2019, rồi sau đó giành FIFA Club World Cup. Họ chỉ được phép mặc trang phục có logo đó trong một trận đấu duy nhất sau khi giành chức vô địch. Felix Auger Aliassime lần đầu thắng chung kết ATP. Felix Auger Aliassime đã cắt chuỗi 8 trận chung kết toàn thua khi hạ gục Stefanos Tsitsipas ở chung kết ATP 500 Rotterdam vào ngày hôm qua 13 tháng 2. Trước đó, anh từng bại trận dưới tay Tsitsipas ở chung kết Open 13 Marseille vào năm 2020. Trước khi thắng Tsitsipas trong 78 phút thi đấu, Aliassime hạ gục Andrei Rublev ở bán kết sau 3 set đấu. Tay vợt số 9 thế giới từng bước vào chung kết ở Rotterdam vào năm 2020, nhưng lại để thua Gael Monfils. Lùi thời gian tổ chức giải cúp Hoa Lư Bình Điền 2022 đến SEA Games 31. Giải cúp Hoa Lư Bình Điền 2022 do Ninh Bình tổ chức đã được lùi đến sau khi SEA Games 31 kết thúc do hai đội bóng chủ nhà không có đủ lực lượng tham gia. Năm nay, theo dự kiến, cúp Hoa Lư Bình Điền 2022 được tổ chức vào đầu tháng 3 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Đây là giải đấu quy tụ những đội bóng chuyền hàng đầu hiện nay và cũng là dịp để hai đội tuyển bóng chuyền quốc gia tập huấn, thi đấu cọ sát trước thềm SEA Games 31. Tuy nhiên, giải đấu năm nay sẽ được dời lịch đến sau khi Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á kết thúc. Trong danh sách tập trung đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới, đa số các trụ cột của các đội bóng đã góp mặt. Điều này đồng nghĩa với việc những đội bóng như Tràng An Ninh Bình, Ninh Bình Doveco hay Sanet Khánh Hòa sẽ không đủ lực lượng để tham dự giải. Vận động viên Hàn Quốc bị chỉ trích vì hành động lau bục ở Olympic Bắc Kinh. Tại Olympic mùa đông 2022 diễn ra ở Bắc Kinh, vận động viên người Hàn Quốc Cha Min-kyu đã có hành động gây tranh cãi khi dùng tay lau bục trước khi bước lên nhận huy chương trong lễ trao giải ở nội dung 500m trượt bằng tốc độ. Động thái của nam vận động viên người Hàn Quốc này được coi là thể hiện hàm ý cuộc thi là ô uế và bất công, và anh bị người dùng mạng xã hội Trung Quốc chế giễu là không tạo được điểm nhấn. Động tác lau bục của Min-kyu có thể bắt nguồn từ Olympic Pyeongchang vào năm 2018, khi lần đầu tiên nó được các vận động viên Canada sử dụng để châm biếm cuộc thi sau khi họ bị cho là phạm lỗi ở chung kết trượt băng tốc độ 3.000m đường ngắn. Tấn Trường có nguy cơ không được triệu tập đội tuyển Việt Nam. Theo một số nguồn tin, thủ môn Bùi Tấn Trường đang đối mặt nguy cơ sẽ không tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nếu hai đàn em Văn Lâm và Văn Toàn bình phục hoàn toàn. Với những màn thể hiện ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội trong 2 năm qua, thủ thành Bùi Tấn Trường đã được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng. Nếu so sánh với Nguyên Mạnh thì sự nhạy bén của Tấn Trường cũng chưa thể sánh được. Vậy nên, khả năng cao là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ loại thủ môn thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội trong đợt hội quân sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Được biết, trong thời gian tới, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự sẽ tìm kiếm thêm những nhân tố mới nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu cuối ở vòng loại World Cup 2022 gặp Oman và Nhật Bản. Hot girl tuyển nữ Việt Nam rắc thính trong ngày Valentine. Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã truyền tay nhau đoạn clip Thanh Nhã thả thính cực kỳ đáng yêu. Trước câu hỏi của một YouTuber rằng, triệu người muốn hỏi một câu, vườn hồng Nhã có ai thầu hay chưa? Nữ tuyển thủ xinh đẹp đáp, anh hỏi thì em xin thưa, em đặt mật khẩu nên chưa ai vào. Triệu người muốn hỏi một câu, vườn hồng Nhã có ai thầu hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, em đặt mật khẩu nên chưa ai vào. Dù đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng hoa khôi của tuyển nữ Việt Nam cũng đốn tim các chàng trai, đặc biệt là trong ngày rất đặc biệt 14 tháng 2. Ở tuyển nữ Việt Nam, Thanh Nhã có biệt danh vợ quốc dân. Dù vậy, cơn lốc đường biên của tuyển nữ hiện vẫn chưa có bạn trai. Cô cho biết, mẫu người yêu lý tưởng của mình trong tương lai là phải đẹp trai và trắng.
Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Mục tiêu cá nhân của tôi trong thời gian tới là tập trung cho công việc, trau dồi kỹ năng, kỹ thuật, thi đấu cống hiến cho đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ. Sắp tới sẽ diễn ra giải vô địch quốc gia năm 2022, bản thân tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt, học hỏi nhiều hơn từ các đàn chị để có thể góp mặt trong đội hình chính của câu lạc bộ Hà Nội Watabe. Vì hiện tại, tôi vẫn đang là một cầu thủ trẻ. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ và hoàn thành được những mục tiêu đề ra. Trên trang cá nhân cách đây vài năm, Thanh Nhã từng chia sẻ bức hình chụp chung với tiền đạo Văn Toàn của đội tuyển Nam. Nhiều người bày tỏ sự thích thú bởi Thanh Nhã và Văn Toàn có nhiều điểm giống nhau khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong giới bóng đá, tôi rất thần tượng tiền đạo Văn Toàn. Anh Toàn có lối đá tốc độ, khéo léo, khá giống với lối đá của tôi. Bức ảnh chụp chung với anh Toàn cách đây 4-5 năm, khi đó anh ấy đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia, còn tôi chỉ là một cầu thủ trẻ. Tôi mong một ngày nào đó gặp để xin một kiểu ảnh khác với anh Văn Toàn. Về mục tiêu sắp tới, Thanh Nhã cho biết dù toàn đội đang được nghỉ ngơi sau chiến tích World Cup, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn dặn tất cả phải thường xuyên tập luyện giữ phong độ, chuẩn bị cho đợt tập trung hướng tới SEA Games 31. Công Phượng và những tuyển thủ được thầy Park tin tưởng để bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31. Dù phải đến ngày 12 tháng 3 tới đây, phương án mà ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam đưa ra dành cho môn bóng đá nam là tăng độ tuổi lên 23 cũng như 3 suất trên tuổi mới được các quốc gia tham dự thông qua. Tuy nhiên, khả năng rất cao phương án nói trên sẽ được các quốc gia tham dự đồng ý vì sự hợp lý cũng như tăng sức hấp dẫn hơn cho môn bóng đá nam tại đại hội diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Nếu điều này xảy ra, cuộc đua giành vé tham dự SEA Games ở U23 Việt Nam sẽ vô cùng hấp dẫn ở những suất trên tuổi này. Bởi lẽ ai cũng biết, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có khá nhiều cái tên xuất sắc chưa một lần tham dự hoặc giành huy chương ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực, hoặc kể cả khi đã giành vinh quang cũng như khó từ chối một cơ hội chơi ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà sau gần 20 năm mới quay lại như SEA Games 31. Dù phương án về độ tuổi tham dự SEA Games vẫn còn phải chờ, nhưng chắc chắn đến lúc này, huấn luyện viên Park Seo đã phải có trong đầu một số cầu thủ trên tuổi có thể bổ sung cho U23 Việt Nam ở giải đấu vào tháng 5 tới. Xét trên yếu tố chuyên môn cũng như phong độ, chắc chắn Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức đang là ứng viên sáng giá nhất cho 3 tấm vé trên tuổi này. Tuy nhiên, chọn nhân sự bổ sung cho U23 Việt Nam không chỉ xét trên yếu tố nói trên mà còn dựa vào việc đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc thiếu gì và yếu ở đâu mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng dù thế nào, khả năng ngôi sao được chờ đợi nhất tuyển Việt Nam trong những năm qua là Công Phượng cũng rất khó lọt vào danh sách ứng cử viên bổ sung cho U23 Việt Nam, đồng thời tham dự SEA Games lần thứ 3 trong sự nghiệp của mình. Bởi xét những yếu tố về phong độ hay chuyên môn, Công Phượng dường như đang thất thế so với những cái tên có thể bổ sung cho U23 Việt Nam. Tất nhiên, Công Phượng cũng không phải là hết cửa, bởi trước khi đưa ra danh sách bổ sung, huấn luyện viên Park Seo cũng phải chờ thêm màn thể hiện từ những cầu thủ của mình ở V-League 2022 mới quyết định. Cách đây hơn 2 năm, huấn luyện viên Park Seo đã quyết định lựa chọn Hùng Dũng cùng Trọng Hoàng là hai cầu thủ trên 22 tuổi góp mặt tại SEA Games 30. Hùng Dũng chơi đa năng gồm tiền vệ trung tâm, tiền đạo lùi và cả tiền vệ biên. Cầu thủ sinh năm 1993 đã phát huy tối đa khả năng và có nhiều đóng góp cho U23 Việt Nam trong việc giành huy chương vàng. Bên cạnh đó, tiền đạo Tiến Linh trong thời gian qua cũng đã lấy lại được phong độ khi trở lại thi đấu hiệu quả ở một số trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam. Pha lập công vào lưới của đội tuyển Trung Quốc đã xóa tan mọi hoài nghi về năng lực của anh. Và khi trong bối cảnh hàng công của U23 Việt Nam không có nhiều gương mặt nổi bật, thì sự tăng cường Tiến Linh sẽ giúp tuyến trên của đội tuyển tăng sức sát thương. Một tiền đạo khác sở hữu những pha đi bóng tốc độ là Văn Toàn cũng từng lọt vào danh sách rút gọn của huấn luyện viên Park Seo trong việc chi viện cho U23 Việt Nam tại SEA Games 30. Năm nay, tình hình được dự đoán sẽ khác rất nhiều, nhất là khi vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ của U23 Việt Nam không có nhiều gương mặt quá nổi bật. Văn Toàn sở hữu nguồn thể lực dồi dào, tốc độ nhanh nên sẽ đảm bảo được lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 31. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Seo cũng luôn hứng thú với những cầu thủ đa năng và ở hàng thủ. Hồ Tấn Tài thực sự là ứng cử viên lớn. Ngoài hậu vệ phải, Tấn Tài có thể đá tiền vệ, thậm chí là trung vệ. Cầu thủ này ngày càng hoàn thiện kỹ năng lên công về thủ của mình. Những pha kiến tạo và trực tiếp ghi bàn trong các trận gần đây của Tấn Tài đã cho thấy sự hiệu quả và đẩy Văn Thanh lên băng ghế dự bị. Tấn Tài cũng là thành viên chủ chốt của U23 Việt Nam tại SEA Games 30 và thể hiện phong độ cao, đóng góp nhiều lối chơi của toàn đội. Cuối cùng, trong bối cảnh thủ môn Văn Toản đang điều trị chấn thương
và chưa xác định được thời gian có thể trở lại thi đấu đỉnh cao, thì vị trí gác đền của U23 Việt Nam đứng trước nhiều âu lo. Vậy nên, nếu huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung thủ môn Nguyên Mạnh thì đó sẽ là giải pháp tốt. Nguyên Mạnh hiện đang ổn định về phong độ và kỹ năng chơi trần rất tốt của anh cũng sẽ bù đắp và củng cố cho sự chắc chắn ở vị trí thủ môn của U23 Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Nguyên Mạnh đã chiếm trọn niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc khi anh liên tục được bắt chính tại đội tuyển quốc gia. Vừa rồi là những thông tin chính của bản tin ngày hôm nay. Nếu các bạn có những thông tin gì khác hoặc các bình luận thì hãy nói cho chúng tôi biết ở phần comment nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.